Bà con xem video của tôi thì xin bà con hãy bấm nút đăng ký và chia sẻ trên các cái trang Zalo, Facebook. Tôi xin chân thành cảm ơn bà con. Có một số bà con có gọi về cho gọi đến và hỏi về cái thức ăn cho hươu, làm như thế, thức ăn gì mà để hươu cho nhung đạt cái hiệu quả cao, có nghĩa là cho nhung được nhiều hơn. Thì theo cái kinh nghiệm của trang trại chúng tôi thì cũng có tăng cường một cái số dưỡng chất cho hươu. Ví dụ như là như cái mùa này thì nó vào tháng 7 này, rồi sang tháng 8 này. Thì cái mùa này thì mùa nhung chuẩn bị là hươu nó bật nắp và nó cho nhung. Vậy thì những cái dưỡng chất mà mình bồi bổ thêm cho con hươu á, đó là ngô hạt, là đậu phộng, là gạo nếp, rồi các cái loại trái cây, ví dụ như là mít, ổi, và nhìn chung là những cái trái cây mà khi bà con chúng ta có thể là ăn thừa, chúng ta có thể là cho hươu, nhưng với số lượng hươu nhiều á thì chúng ta vẫn phải nói chung là kiếm thêm. Dĩ nhiên là chỉ mang tính chất là mình sử dụng thừa thôi thì cho nó ăn, chứ không phải là mình đi ra chợ mình mua vài ký trái cây cho hươu ăn thì không đúng. Bởi vì nếu như thế thì nó lại mang tính chất là phải đầu tư cái thức ăn nhiều tiền quá. Và ví dụ như những bà con mà có trồng những cây ăn quả, ví dụ như mít, mà khi mà nó ra nhiều quả thì chúng ta phải tỉa bớt những cái quả non, quả xanh đó, thì về chúng ta có thể chặt ra, băm ra thành miếng nhỏ nhỏ để cho hươu có thể ăn được. Nhưng ví dụ như là mít 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 Thái, mít ghép đó, thì cái gai của nó là nó mềm hơn thì chúng ta không cần phải bỏ gai. Nhưng mà cái mít mà mít mình trồng hạt tự nhiên đấy thì thường là cái gai nó cứng, nó nhọn. Đấy, nó cứng nó nhọn thì chúng ta phải gọt bỏ vỏ. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải kiếm thêm những cái loại lá cây để cho nó ăn, cho nó đủ dưỡng chất. Ví dụ như ở ở ở chỗ chúng tôi đây bây giờ là nó là Tây Nguyên, nó là vùng Tây Nguyên rừng núi, thế nên là kiếm những cái loại lá rừng là rất là dễ. Còn hôm nào mà nhưng mà kể cả ở nông thôn hay là ở thành phố thì vẫn kiếm được thôi, nhưng mà nó sẽ ít hơn. Như ở chỗ tôi đây thì ví dụ như tôi không muốn kiếm ở những cái đồi, những cái rừng này, thì tôi đi kiếm ở những cái khe suối gần nhà hoặc những cái vườn ở gần nhà thì vẫn có đủ những cái loại lá cây để tăng cái sức khỏe cho hươu và tăng cái dưỡng chất cho hươu, để hươu có nghĩa là mình tăng cường vào cái dịp nó chuẩn bị, hươu chuẩn bị bật nắp để ra nhung. Đấy. Vậy thì hôm nay á tôi làm video này để cũng đi hái những cây lá thực tế đấy, để bà con sẽ thấy được là để chúng ta cũng cũng hái như thế. Ví dụ như chúng tôi sẽ đi hái những cây
lá Mình là ở cây những cái dướng. vườn, ví dụ như đây là lá dướng Lá này, dướng. chúng ta có thể hái được này. Đấy, Anh gọi là cây chúng ta dướng. hái về cho nó ăn, Cây này về là cho hươu ăn thêm lá dướng này, rất là tốt và nó cũng rất là cây thích cho ăn hươu. cái lá dướng này. Đấy. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là đi À, cái kiếm thêm những cái loại lá quay khác, quay cái thì cây này nói chung là rất nhiều quay loại lá, không quay miễn cảnh sao cây là cây mình đưa vào và con hươu nó thích ăn, nó ăn là được. Chứ còn dĩ nhiên thì những cái lá độc quá thì ví dụ như ở trong Tây Nguyên chúng tôi đây thì có cái lá ngón thì không được rồi. Nó ăn nó có chết hay không thì mình cũng không biết, nhưng mà có điều là mình cũng không nên. Đấy. Vậy thì ở đây là có cái lá dướng là lá mà nó rất là ưa thích, và tôi thường lấy cái lá này là lá là nhiều nhất. Đấy. đi Bà nha. con chắc cũng có biết cây dướng này đây. Đấy, còn đây là lá xoan. Đấy. Lá xoan thì cũng phải rất là cần cho nó, bởi vì là nó cũng có tác dụng đấy. Ví dụ như đây là lá ổi này, lá ổi, lá xoan. Đấy. Những cái thứ lá này thì phòng bệnh cho hươu rất là tốt, phòng bệnh đi ngoài rồi phòng những cái bệnh ký sinh trùng. Ví dụ lá xoan rất là tốt, ra lá xoan nó sẽ phòng được những cái bệnh ký sinh trùng đường ruột cho hươu, và lá ổi đây thì là nó sẽ phòng được cái bệnh dị ỉa cho hươu. Đấy, vậy thì đây chúng tôi sẽ hái những cái lá như thế để gọi là vừa tăng cường sức đề kháng, vừa tăng cường sức khỏe, và nó tăng cái dưỡng chất. Còn đây là lá sung, lá sung cũng rất là tốt. Lá sung thì kể cả là những cái con cái mới đẻ thì nếu như có lá sung thì cũng rất là tốt. Đấy. Và Cần quay cứ khoảng độ quay để cho người ta biết cách 2 3 ngày, hái cây hoặc nếu như dưa. ai không có thời gian thì 1 tuần đấy, thì cũng nên đi kiếm nhiều cái thứ lá như thế này. Đấy. Rồi ta có thể băm ra hoặc cho vào máy xay, Lá sung xay xay nhưng mà đừng có xay nhuyễn, xay thành miếng miếng để cho nó thích ăn, cây chứ còn dưa xay là nhuyễn thì nó lại không thích đó. như Hoặc là xong rồi dưa trộn lên để con nào nó nha. cũng được ăn đủ hết các loại lá, kể cả là con cái đẻ thì cũng đấy, những con cái đẻ thì ăn cũng rất là tốt đấy, và kể cả những cái con đực mà cho nhung thì cũng ăn cái thứ này cũng rất là tốt. Nó có cái nhựa này. Đấy, cái nhựa này thì đối với con cái thì nó tăng sữa. Còn đối với con đực thì nó sẽ tăng cái dưỡng chất cho nó. Đấy. Còn đây là cái lá ngái đây này. Lá ngái thì quả nó như quả sung á, thì bà con chắc là cũng biết thôi. Đó. Nhưng mà thường thường thì cái quả này thì mình không có ăn. Chưa 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 thấy ai ăn bao giờ. Nhưng mà cũng có người nói là cái quả của nó đem kho cá rất là ngon, nhưng mà tôi thì chưa ăn thử. Nhưng mà có điều là cái lá này, nó lá ngái này con hươu rất là thích đấy, kể cả là băm hay kể cả là để cả lá như thế nó cũng ăn, nó rất là ngon, nó rất là thích. Lá sung, lá ngái, lá ổi, lá dướng, lá xoan, tất cả các loại lá đấy, chúng ta sẽ nếu như nhà ai có máy á, thì cho máy băm đấy, thì cũng tôi cũng giới thiệu như thế.